viên gặp vận động viên Trần Thị Hà đơn vị Thái Bình, điều hành trận đấu trọng tài Thúy và trọng tài Văn Thanh. Và sau trận này tổ trọng tài Hiếu và trọng tài Ban chuẩn bị. Trận đấu bắt đầu. Vận động viên đội màu xanh của đơn vị Thái Bình thắng trận.